Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có câu chuyện về đêm hôm nay, số 050. Hôm nay đã là Chủ nhật lễ lá, khai mạc tuần thánh năm 2021. Chúng tôi xin có lời nguyện của tuần thánh. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bẻ tấm bánh là chính Chúa mà trao cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được có cơm ăn tạm đủ no từ sự chia sẻ của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã lo sợ kinh hãi trong vườn cây dầu, xin cho các bạn trẻ, đặc biệt là những anh chị em xa quê, đủ nghị lực đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bị kết án quá sức bất công, xin cho chúng con không bị khuất phục bởi những điều dối trá, nhưng can đảm lên tiếng bênh vực cho sự thật. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bị nhục mạ và nhạo báng, xin cho chúng con nỗ lực bảo vệ sự sống, nói không với thảm họa phá thai là điều xúc phạm kinh khủng nhất đến phẩm giá và quyền sống của phụ nữ và trẻ em. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã sẵn sàng vác lấy thập giá nặng nề, xin cho những người bệnh tật nan y được nâng đỡ, những người hấp hối gặp được bình an, và những người đang bị tù đầy bất công có được niềm hy vọng. Đặc biệt trong những ngày tháng này, xin thương đến những bệnh nhân của đại dịch COVID trên toàn thế giới cũng như trên quê hương Việt Nam chúng con. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bị lột trần chuồng và đóng đinh đến chết, xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực, lòng tha thứ thắng được hận thù, và tình yêu thương thắng được sự loại trừ lẫn nhau trong cuộc sống của nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã giang tay chết trên thập giá, xin cho đất được nối lại với trời, cho con người được nối lại với mối dây liên đới an hòa giữa chúng con với nhau. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ, xin cho chúng con biết trỗi dậy, mỉm cười với mọi người và bắt tay vào việc góp phần làm cho xã hội và quê hương của chúng con hôm nay được tốt đẹp hơn. Amen. Đây là một lời nguyện trích trong tập sách Manna, Chủ nhật lễ lá, ngày 13 tháng 4 năm 2014.